Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2018, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên hiện nay, các doanh nghiệp liên tục phải đối mặt với nhiều khó khăn từ các thị trường cũng như sản xuất trong nước. Vậy những khó khăn đó là gì? Doanh nghiệp thủy sản cần lưu ý những gì khi xuất khẩu? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận từ phóng viên VTV. Với diện tích nuôi trồng khoảng 150 ha, đạt các tiêu chuẩn về Việt Gap, Global Gap, doanh nghiệp này hiện đã chủ động được khoảng 50% nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian qua, công ty cổ phần thủy sản Trường Giang đang gặp phải khó khăn lớn do nguồn cung con giống bị thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu. Không chỉ doanh nghiệp này, mà đây là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản. Khó khăn là nói chung là con cá tra thì cho đến giờ này vẫn bị áp lực về con giống. Con giống chúng ta thoái hóa mà hiện giờ vẫn chưa tìm ra phương cách để có thể cải tạo được đàn giống. Dù là Bộ Nông nghiệp, Tổng cục Thủy sản đã có rất nhiều chính sách, nhiều hỗ trợ, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa mang lại hiệu quả. Bằng cớ là từ lúc nuôi con cá giống 30 con trên 1 kg cho đến thu hoạch 900 gram trên 1 kg thì tỷ lệ hao hụt nó vẫn là 60%. Chúng ta thu hoạch được có 40% thôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khó khăn lớn nhất của nuôi trồng thủy sản Việt Nam hiện nay là khủng hoảng con giống. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh 24% so cùng kỳ năm 2017, không chỉ nhờ giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức cao mà còn do giá cá giống tăng chóng mặt. Hiện giá cá tra giống đã tăng kỷ lục, loại 30 con trên 1 kg có giá 65-70.000 đồng trên 1 kg, tăng gấp 4-5 lần so với các tháng trước. Dự báo giá cá tra nguyên liệu và cá giống sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết năm 2018 và đầu năm 2019. Cái mà hiện nay cá tra đang tập trung phát triển đó là làm sao để chúng ta có được cái sản xuất giống một cách nó có cái chất lượng tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu về vấn đề thời vụ. Năm 2018, chúng ta thấy rằng là tình hình giá cả cá tra tăng rất là mạnh, là cũng do vấn đề là cái nguồn cung. Mà nguồn cung trong đó thì chủ yếu vẫn là vấn đề con giống không đủ, hoặc là con giống nó chất lượng không tốt. Thì trên cơ sở khiến cho cái việc là nuôi của các cái người hộ nuôi nó bị gián đoạn và khiến cho cái nguồn cung nó không có ổn định giống như mọi năm. Những người trong ngành cũng cho biết nguồn cá tra nguyên liệu bắt đầu thiếu hụt từ tháng 6, giá cá tra giống trong quý 3 tăng vọt tới 180%. Cụ thể, nếu như tháng 7, giá cá tra giống loại 30 con trên 1 kg chỉ dao động trong khoảng 25.000 đến 30.000 đồng trên 1 kg, thì đến cuối tháng 9, mức giá này đã được đẩy lên tới 70.000 đồng trên 1 kg. Dự đoán những tháng của năm 2018 còn lại, thì cái này là do cái tình hình thực tế của cái nhà máy tôi nói ra, còn cái chuyện chung thì mình không có nói hết được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nguyên liệu của mình từ nay cho tới tháng 11 vẫn còn thiếu. Bởi cái đầu năm là cái nguyên liệu của mình á, không có thả cá giống nhiều do cái con giống. Và cái thời tiết năm nay thì nó cũng xấu đi, cho nên cá đổ nó hao nhiều. Cái giá thành con cá giống á, của tháng 4, tháng 5 rồi nó mắc gấp 3 lần so với trước đây, con cá giống. Cái thứ hai thì trong mấy tháng gần đây thì cái thức ăn tăng. Cái tháng 5, tháng 4 là tăng 3 lần rồi, tăng giá. Cho nên nó đưa đến cái vùng nuôi là cũng bị ảnh hưởng đó. Nguồn cung khan hiếm nên nhiều hộ chăn nuôi buộc phải mua con giống với giá cao hoặc giống chất lượng loại C thay vì loại A hoặc loại B. Vì vậy, tỷ lệ cá tôm chết rất cao. Đối với các loại cá tra giống 20 g, tỷ lệ chết trước khi tới chu kỳ thu hoạch lên tới 40%. Trong khi đó, các công ty xuất khẩu bày tỏ lo ngại việc thiếu con giống sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nguồn cung thủy sản xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2018. Thì đó là một cái vấn đề rất quan trọng mà đối với cái ngành nuôi thủy sản, tại vì cái chất lượng con giống nó sẽ quyết định được cái hiệu quả của cái việc nuôi. Hiện nay thì đối với là trường hợp tôm, thì tôm thẻ chân trắng chẳng hạn, thì đa số là cái nguồn tôm bố mẹ mình nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với tôm á, thì hiện nay chất lượng về cái con giống về cá thì nó chưa có bằng.
và cái hình thức các cái trang trại quy mô nhỏ người ta tự sản xuất thì nó cũng chiếm đa số, và người ta không áp dụng đúng cái quy trình chọn giống cho nó đúng cái tiêu chuẩn. Tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu tôm xảy ra tại nhiều doanh nghiệp từ đầu năm tới nay, hầu hết các doanh nghiệp chỉ chạy 40-60% công suất nhà máy. Do đó, nếu không cải thiện sớm tình trạng này, ngành thủy sản sẽ tiếp tục gặp phải nhiều khó khăn. Thưa quý vị, không chỉ đang gặp khó ở vấn đề nguyên liệu chế biến hay điều kiện nuôi trồng, các doanh nghiệp thủy sản cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về rào cản kỹ thuật và thương mại tại các thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vậy những rào cản đó cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Với kim ngạch xuất khẩu đạt 90 triệu đô la Mỹ trên năm cho 3 thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản và EU, trước thông tin Mỹ sẽ thực hiện chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản với tôm và bào ngư vào ngày 31 tháng 12 2018, đại diện công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam bày tỏ những lo lắng. Hiện tại có những khó khăn cũng không nhỏ. Thứ nhất là vấn đề chi phí. Cái thứ hai là theo quy định của họ thì phải có một cái công ty nhập khẩu mà quốc tịch người Hoa Kỳ mới được. Trong cái thời gian ngắn, bây giờ chỉ còn có 2 tháng nữa thôi, thì không thể nào mà mình đưa người Việt Nam qua bên đó kịp. Cho nên chắc chắn là phải thuê. Và tôi tin rằng chắc chắn là cũng có nhiều công ty cũng sẽ gặp trục trặc trong cuối năm và đầu năm sau. Theo ông Phục, chương trình giám sát nhập khẩu này yêu cầu nhà nhập khẩu bắt buộc phải là công dân của Mỹ. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu không đáp ứng được điều này. Quy định mới này buộc doanh nghiệp phải chuẩn bị thêm một đội ngũ để chuẩn bị hồ sơ, tốn thêm chi phí nhân công. Bên cạnh đó, với thời hạn chỉ còn vài tháng để chuẩn bị thì quá gấp gáp, hàng hóa xuất đi dễ bị ách tắc trong giai đoạn đầu. Hơn nửa tháng thì chúng tôi đã tham dự một cái buổi meeting với lại Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Thì hiện nay thì cũng đang tìm hiểu về cái thủ tục. Đến giờ này thì cũng chưa được rõ 100%, thì chúng tôi cũng đang lo lắng, đang liên hệ để chuẩn bị làm đúng thủ tục theo quy định của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, chương trình giám sát nhập khẩu đối với tôm và bào ngư được Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ NOAA công bố ngày 24 tháng 4 2018. Chương trình SIMP gồm 3 yêu cầu chính: cấp phép, báo cáo dữ liệu và lưu giữ hồ sơ với việc nhập khẩu một số loài hải sản và sản phẩm hải sản ưu tiên được xác định là có nhiều khả năng bị đánh cắp bất hợp pháp hoặc gian lận thương mại thủy sản. Theo cái chương trình SIMP của chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với các cái loài thủy sản, thì năm ngoái thì họ đã áp dụng đối với các cái sản phẩm đánh bắt là hải sản trong số 13 loài ưu tiên. Thì tháng 4 vừa rồi thì họ đã thông báo là sẽ tiếp tục áp dụng đối với bào ngư và tôm nuôi và sẽ được áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2019. Thì thực tế chương trình SIMP nó là một chương trình về truy xuất nguồn gốc và chống gian lận thương mại ở trong hoạt động về vấn đề xuất khẩu thủy sản. Đây là một chương trình mà cũng phối hợp cùng với IUU của châu Âu nhằm có thể là đánh giá và đồng thời là bảo đảm được các cái sản phẩm thủy sản là được coi như là khai thác cũng như là được tiêu thụ và xuất khẩu là một cách hợp pháp và đúng theo các cái tiêu chí về IUU. Cùng với đó là những rào cản thuế chống bán phá giá ở tôm và cá tra tại thị trường Mỹ, EU truyền thông bôi nhọ cá tra. Thẻ vàng về UOU, xu hướng bảo hộ mậu dịch thông qua các rào cản kỹ thuật cũng khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu. Ngoài ra đối với thị trường Mỹ thì hiện nay là vấn đề cạnh tranh tôm giữa Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là Ấn Độ với cái sự phát triển cũng khá nhanh, với cái vấn đề về mặt giá cả thì rõ ràng đây cũng là một cái thách thức cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì sản Việt Nam cũng đang chịu sự cạnh tranh gay gắt với các nước khác như Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là Ấn Độ. Hiện nay, Ấn Độ đang được hưởng mức thuế thấp nhất so với Việt Nam và Thái Lan. Giá thành sản xuất tôm Ấn Độ lại thấp hơn Việt Nam nên giá xuất khẩu sang Mỹ cũng thấp hơn. Ngoài ra, Ấn Độ vẫn đang được hưởng lợi từ các chương trình trợ cấp xuất khẩu dành cho những nước đang phát triển. Thì hiện nay thì phải nói là xuất khẩu sang thị trường Mỹ thì chúng ta đang bị hai cái thách thức. Một là cái thuế chống phá giá, hai là cái đạo luật farm bill. Chính những khó khăn này khiến nhiều doanh nghiệp thủy sản lo lắng cánh cửa xuất khẩu thủy sản sẽ ngày một hẹp lại. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 6 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu đi 164 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy bản đồ thủy sản Việt Nam đã có mặt hiện hữu ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Tuy nhiên hiện nay các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vẫn còn thiếu thương hiệu. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Hiện nay, Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản sang hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 6,37 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, có tới 90% sản phẩm thủy sản của Việt Nam là xuất khẩu qua trung gian, dưới dạng thô hoặc gia công cho các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Các hàng hóa này của Việt Nam phần lớn là sản xuất theo tiêu chuẩn chỉ định của họ mà trên bao bì không được ghi rõ là sản xuất tại Việt Nam hoặc sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam. Vừa qua là báo biết là chúng tôi đã xây dựng thành công cái thương hiệu gạo Việt Nam rồi. Hiện nay là đang đăng ký cái hệ thống MAREC quốc tế và chúng tôi sẽ giao lại cho hiệp hội làm đại diện quyền sổ để điều hành. Nhưng mà bây giờ còn hai cái mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra, không biết nó nằm ở đâu. Đó thì thứ một là tôi đã đề nghị chỗ tổng cục thủy sản về đà lại nằm đâu. Thứ hai đó là chỗ tiêu biến tôi cũng vừa chỉ đạo đà lại. Theo đánh giá xuất khẩu thủy sản, mặc dù có tốc độ tăng trưởng tốt nhưng chưa thực sự tăng trưởng về chất. Thực tế trong 5 năm trở lại đây, giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng không đáng kể. Cả hai ngành hàng quan trọng, tôm, cá tra đều giảm giá trị. Nguyên nhân là do xuất khẩu phần lớn là sản phẩm thô, sơ chế, hàm lượng chế biến thấp, do đó giá trị gia tăng xuất khẩu thấp, năng lực cạnh tranh của các mặt hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam còn thấp và chậm cải thiện. Thì rõ ràng là những cái quốc gia mà họ đi trước chúng ta trong cái vấn đề xuất khẩu thủy sản sang các nước khác thì rõ ràng cái vấn đề xây dựng thương hiệu là rất là quan trọng, vì cái thương hiệu mà nó đảm bảo được cái vấn đề chất lượng, đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và được cái người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới tin dùng thì rõ ràng chúng ta sẽ nâng được cái giá trị của nó lên. Hiện giờ thì chúng ta đang thực hiện cái việc xây dựng thương hiệu và cũng có một số cái thương hiệu rồi. Nhưng mà tôi cho rằng cái việc này á, nếu mà chúng ta làm mà nó chưa có chuẩn thì trong thời gian tới chúng ta nên làm nó chuẩn. Những người trong ngành cũng cho biết các sản phẩm chế biến từ tôm, cá tra nhìn chung còn đơn điệu, chủ yếu là sản phẩm đông lạnh dạng phi lê, nguyên con hoặc cắt khúc chiếm đến 95%, loại sản phẩm chế biến sâu, phối chế, làm sẵn, ăn liền tuy bước đầu có sản xuất nhưng còn rất ít, chỉ khoảng 5%. Hơn nữa, các doanh nghiệp vẫn gia tăng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, phục vụ sản xuất và chế biến xuất khẩu, dẫn đến tình trạng giảm sút năng lực cạnh tranh về giá. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất thủy sản của Việt Nam chủ yếu vẫn còn là quy mô nhỏ, do đó việc truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thực tế thì cái chương trình giám sát của Mỹ hay là các cái nước khác ấy, thì người ta nhắm sâu vào cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách minh bạch và rõ ràng. Vậy thì làm gì để có thể truy xuất nguồn gốc cái sản phẩm? Thì cái bối cảnh của Việt Nam đó là đa số trên 80% là cái người sản xuất là quy mô nhỏ, đó là đến là các hộ dân. Vậy thì cái công tác về truy xuất nguồn gốc nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có thể thấy xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm là xu thế tất yếu để đưa sản phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới. Do vậy, nếu không đáp ứng tốt điều khoản tham chiếu này, thủy sản Việt Nam sẽ bị hạn chế rất nhiều khi xâm nhập vào thị trường xuất khẩu nói chung. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 10, Đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện Châu Âu và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có buổi làm việc tại tỉnh Bình Định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và triển khai khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu EC nhằm gỡ thẻ vàng thủy sản Việt Nam. Đoàn Nghị viện Châu Âu đánh giá như thế nào về những nỗ lực của Việt Nam? 5 tháng qua, chúng ta đã cải thiện được những gì? Việt Nam cần làm gì để tháo gỡ tình trạng này? Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục làm rõ trong chuyên đề làm thế nào để gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản phát sóng vào 20h35 phút ngày 10 tháng 11. Xin mời quý vị chú ý đón xem. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.